안녕하세요. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series 1000 từ vựng Hán Hàn thông dụng phần số 4. Video ngày hôm nay sẽ là 100 từ tiếp theo. Các bạn hãy theo dõi nhé. Chúng ta sẽ có bọp mang nghĩa là pháp hoặc là pháp luật đấy. Tương tự chúng ta sẽ có những từ liên quan từ ghép như là bọp quà có nghĩa là luật khoa hoặc là khoa luật, chúng ta dịch ngược lại. Bọp cừu có nghĩa là pháp quy. Bọp là pháp, cừu có nghĩa là quy, pháp quy. Bom nhỏng có nghĩa là pháp lệnh. Bom nhỏng, pháp lệnh các bạn nhé. Chúng ta sẽ có bọp có nghĩa là pháp, còn riêng có nghĩa là lệnh. Và các bạn lưu ý rằng chúng ta phải đọc nối âm, tức là biến âm trong trường hợp này, đó là âm bờ vị trí bắt chim, theo sau nó là âm r như thế này. Thì các bạn cần biến đổi thành bom nhỏng có nghĩa là pháp lệnh. Tiếp theo, bom nhul có nghĩa là pháp luật. Các bạn lưu ý nhá, bọp có nghĩa là pháp, còn riul có nghĩa là luật. Và trong trường hợp này các bạn cũng đọc biến âm như thế này, sẽ là bom nhul. Các bạn lưu ý nhá, viết như thế này nhưng phát âm sẽ là cái phần chữ màu xanh ở đây. Tiếp theo, bom mù có nghĩa là pháp vụ. Chúng ta vẫn có bọp có nghĩa là pháp, còn mù có nghĩa là vụ. Mù trong nhiều trường hợp mang nghĩa là không, trong trường hợp này nó mang nghĩa là vụ. Bom mù có nghĩa là pháp vụ nhá. Các bạn cũng đọc biến âm, âm bờ chuyển thành âm mờ, bởi vì theo sau nó là một phụ âm mờ như thế này. Các bạn cần nhớ được quy tắc biến âm, quy tắc nối âm trong tiếng Hàn. Bom mù có nghĩa là pháp vụ. Như vậy, ở cái slide đầu tiên, các bạn cần ghi nhớ bọp, nó mang nghĩa là pháp. Và thường người Việt Nam mình hay đọc theo âm Hán sẽ là gì nhỉ? Pháp luật. Đọc theo âm Hán Việt sẽ là gì? Pháp luật đi gần với nhau. Và thực tế nó chỉ cần mang một nghĩa là pháp hoặc là luật thôi. Và ở đây các bạn ghi nhớ nhé, bọp nó mang nghĩa là luật hoặc là pháp hoặc là pháp luật. Tiếp theo, bobin có nghĩa là pháp nhân. Bọp có nghĩa là pháp, còn in có nghĩa là người. Bobin, pháp nhân. Tiếp theo, bọp tròn có nghĩa là pháp đình. Chúng ta hiểu là tòa án đấy, pháp đình là một cái từ hạ từ cổ đúng không? Còn hiện tại chúng ta dùng sẽ là từ tòa án. Bọp chề có nghĩa là pháp chế. Bọp là pháp, còn chề là chế. Bọp học có nghĩa là luật học. Bọp có nghĩa là luật này. Còn học có nghĩa là học. Chúng ta có từ hắc kiều có nghĩa là trường học đúng không? Tiếp theo với từ biển có nghĩa là biến hoặc là biện. Chúng ta sẽ có những từ ghép như sau. Ví dụ biên hòa có nghĩa là biến hóa. Biên là biến, còn hoa có nghĩa là hóa. Biên hòa, biến hóa. Biên tùng có nghĩa là biến động. Biên là biến này, tùng có nghĩa là động. Hoặc trong nhiều trường hợp khác nó mang nghĩa là đông, ví dụ như biển đông, hoặc là trong trường hợp này nó sẽ mang nghĩa là động. Biên tùng, biến động. Biên thể có nghĩa là biến thái. Biên có nghĩa là biến này, the có nghĩa là thái. Trong nhiều trường hợp nó mang nghĩa, vẫn mang nghĩa là thái, trong những trường hợp khác như là gì nhỉ? The yang có nghĩa là thái dương. Vậy chúng ta sẽ có nhá, the mang nghĩa là thái. Ở đây thì các bạn có thể liên hệ ra từ the yang là thái dương nhá. Biên the là biến thái, còn the yang có nghĩa là thái dương. The yang, thái dương hoặc là ánh mặt trời đấy. Biên hồ có nghĩa là biện hộ. Chúng ta có biên có nghĩa là biện nhá, trong trường hợp này mang nghĩa là biện. Còn hô có nghĩa là hộ. Chúng ta sẽ có, các bạn ở đây các bạn liên tưởng đến một từ nhá, biên hô xà, trong trường hợp này xà mang nghĩa là người, còn biên hô có nghĩa là biện hộ. Biên hô xà có nghĩa là người biện hộ, và chúng ta hiểu có nghĩa là luật sư. Tiếp theo, biên miệng có nghĩa là biện minh. Biên có nghĩa là miệng, có nghĩa là biện nhá, còn miệng có nghĩa là minh. Biện minh có nghĩa là làm sáng rõ, làm sáng tỏ. Tiếp theo có từ biển,
Biêng mang nghĩa là bệnh. Chúng ta sẽ gặp trong từ biêng luôn, chẳng hạn là bệnh viện, hoặc nó mang nghĩa là bệnh. Bệnh nhá, bệnh có nghĩa là bệnh đấy. Thường như trong miền Nam hay phát âm là bệnh đúng không? Tôi bị bệnh rồi. Hoặc là ngày xưa hay dùng từ bệnh. Và từ biêng nó mang nghĩa là bình. Ví dụ là gì? Cột biêng có nghĩa là bình hoa. Chúng ta sẽ có biêng mang những nghĩa như là bệnh này, bệnh này. Bệnh là cách gọi khác của từ bệnh các bạn ạ. Hoặc nó mang nghĩa là bình, cái lọ, cái chai ấy. Chúng ta sẽ có biêng uẩn. Biêng uẩn có nghĩa là bệnh viện. Biêng có nghĩa là bệnh, còn uôn chúng ta hiểu là gì? Như là một cái viện, có thể dùng với từ như là tu viện này, hoặc là bệnh viện này, hoặc là công viên, công uôn người ta cũng dùng với từ uôn nhé các bạn nhé. Tức là chỉ một cái địa điểm được vây quanh, bởi một hàng rào chẳng hạn, và nó quay lại thành một cái không gian riêng. Biêng kỳ có nghĩa là binh khí. Chúng ta có biêng, trong trường hợp này mang nghĩa là binh. Có thể mang nghĩa là binh nhá. Và kỳ có nghĩa là khí. Khí. Biêng kỳ có nghĩa là binh khí. Vậy mình bổ sung thêm ở đây nhá. Biêng mang nghĩa là bệnh này, bệnh này, hoặc là binh, hoặc là bình. Tiếp theo, biêng nhọc. Biêng nhọc có nghĩa là binh lực. Biêng có nghĩa là binh này. Ryok, ryok, chúng ta hiểu ryok có nghĩa là lực. Nhưng mà trong trường hợp này, khi mà âm vị trí bát chim của từ đằng trước là nét tròn thế này và theo sau là một phụ âm R, thì chúng ta sẽ biến đổi âm thành âm N, biến đổi R thành N nhé. Sẽ là biêng nhọc có nghĩa là binh lực. Tiếp theo, biêng bọc có nghĩa là binh pháp. Ở đây chúng ta sẽ có biêng mang nghĩa là binh đúng không? Còn bọc mang nghĩa là pháp. Chúng ta sẽ có, đây là phần phát âm nhé. Đây là phần phát âm. Sẽ là biêng bọc. Các bạn lưu ý đó là vị trí đằng trước. Từ biêng có bát chim là một nét tròn như thế này. Theo sau của nó là một phụ âm bờ. Thì các bạn sẽ đọc gấp đôi phụ âm lên, sẽ là biêng bọc. Biêng bọc. Các bạn lưu ý nhé. Chúng ta sẽ có từ bọc này mang nghĩa là pháp trong nhiều trường hợp khác. Ví dụ như là gì nhỉ? Mun bọc có nghĩa là ngữ pháp. Các bạn có ghi nhớ, có nhớ không nhỉ? Mun bọc. Môn bọc có nghĩa là ngữ pháp. Thì tương tự chúng ta sẽ có biêng bọc có nghĩa là binh pháp. Môn bọc có nghĩa là ngữ pháp. Như vậy các bạn mở rộng thêm nhé. Các bạn có thể ghép với rất nhiều những từ khác. Môn bọc này là ngữ pháp này. Còn biêng bọc có nghĩa là binh pháp. Tiếp theo, bô mang nghĩa là báo, hoặc là bảo, hoặc là cung. Các bạn sẽ có những cái từ ghép như sau. Ví dụ Bô cổ có nghĩa là báo cáo. Bô có nghĩa là báo, còn cô có nghĩa là cáo. Bô cổ là báo cáo. Tương tự, bô quản có nghĩa là bảo quản. Bô cực có nghĩa là cung cấp. Trong trường hợp này nhá, bô lại mang nghĩa là cung. Bô cực, cung cấp. Tiếp theo, bô hòm có nghĩa là bảo hiểm. Chúng ta sẽ có từ bô mang nghĩa là bảo, hòm mang nghĩa là hiểm. Các bạn có thể gặp những từ tương tự như là gì nhỉ? Uy hòm có nghĩa là nguy hiểm, còn bô hòm có nghĩa là bảo hiểm. Tiếp theo với từ chìn có nghĩa là tiến. Các bạn sẽ có chìn bù có nghĩa là tiến bộ, còn chìn tròn có nghĩa là tiến triển. Chúng ta sẽ có những từ như từ ban tròn có nghĩa là phát triển, còn chìn tròn có nghĩa là tiến triển. Chìn chỉ có nghĩa là tiến thủ. Chìn hành là tiến hành. Chìn hòa có nghĩa là tiến hóa. Rất dễ nhớ đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ có từ chìn còn mang nghĩa là tiến này, chấn này, hoặc là chân. Ví dụ chìn thuề có nghĩa là tiến thoái. Chìn hừng có nghĩa là chấn hưng. Chi nạp có nghĩa là chấn áp. Chúng ta sẽ có chìn có nghĩa là chấn này, áp có nghĩa là áp luôn. Áp mang nghĩa là áp. Và khi đọc các bạn nối âm bát chim lên sẽ là chi nạp. Chinh xìm có nghĩa là chân tâm, hoặc là thực tâm, thực lòng.
Cham, cham có nghĩa là tham. Ví dụ tham cả có nghĩa là tham gia. Tham kiến có nghĩa là tham kiến. Tương tự chúng ta sẽ có từ ví dụ là ý kiến sẽ là gì? Ý kiến hoặc là ý kiến. Ý kiến mang nghĩa là ý kiến. Còn tham kiến có nghĩa là tham kiến. Tham củ có nghĩa là tham khảo. Tham nhỏ có nghĩa là tham dự. Tham nhỏ, tham dự. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ xe mang nghĩa là thế hoặc là thuế. Các bạn sẽ có như là gì? Xe rọc có nghĩa là thế lực. Xe có nghĩa là thế nhá, còn rọc có nghĩa là lực. Ví dụ là gì? Nưng nhóc, chúng ta sẽ có từ nưng nhóc có nghĩa là năng lực đúng không? Nưng cộng với từ rọc này, nhưng mà khi đọc các bạn sẽ nối âm đọc là nưng nhóc. Thì ta sẽ có từ xe rọc có nghĩa là thế lực, còn nưng nhóc có nghĩa là năng lực. Xe mù có nghĩa là thuế vụ. Như vậy nhá, xe còn mang nghĩa là thuế nữa. Xe cằn có nghĩa là thế gian. Tiếp theo chúng ta sẽ có su mang nghĩa là thủ. Sẽ có su đồ là thủ đô. Su cùng là thủ công. Su nàn là thủy nạn. Su tùng là thụ động. Còn su tàn là thủ đoạn. Si mang nghĩa là thi hoặc là thị. Si cùng có nghĩa là thi công. Si rọc có nghĩa là thị lực. Si bì có nghĩa là thị phi có thể là cái đúng hoặc là cái sai. Si ủy thị uy. Si chề là thi thể. Si hành có nghĩa là thi hành. Si hành nhỏng có nghĩa là lệnh thi hành. Si hòm có nghĩa là thi cử. Si sòl là trang thiết bị. Xin mang nghĩa là thần hoặc là thân. Chúng ta sẽ có xin kiêng là thần kinh. Xin kỳ là thần kỳ. Xin bì thần bí. Chúng ta sẽ có nhá, ví dụ như là bí mật có nghĩa là bí mật. Ví dụ thì chúng ta sẽ có từ bi mang nghĩa là bí. Xin bi là thần bí, còn bi mil là bí mật. Xin hòa là thần thoại. Xin chề là thân thể hoặc là cơ thể. Xin mang nghĩa là thực. Ví dụ như xin lược có nghĩa là thực lực. Xin xì là thực thi. Xin trần có nghĩa là thực tiễn. Xin hành là thực hành. Xin nỉ tâm lý. Xin nỉ học tâm lý học. Xin mùn thẩm vấn. Xin xà thẩm tra. Xin chàng, tâm can hoặc là trái tim. Chúng ta sẽ có ác, mang nghĩa là ác hoặc mang nghĩa là nhạc. Ác có thể là ác hoặc là cái ác hoặc là nhạc trong âm nhạc đấy. Ác cảm. Ác kỳ, nhạc khí hoặc nhạc cụ. Ăn nhỏ, ác nữ, tức là người phụ nữ hoặc là người nữ độc ác. Ác tục, có nghĩa là ác độc hoặc độc ác. Ác mà, là ác ma, rất dễ nhớ đúng không? Ác mộng, có nghĩa là ác mộng. Ác sòng, ác tính. Ác kỳ là ác ý. Ác kìn,
Agin có nghĩa là ác nhân. Ở đây các bạn lưu ý nhé, chúng ta sẽ có Aksong có nghĩa là ác tính. Chúng ta có, các bạn hãy ghi nhớ nhé, ví dụ là gì? Tính cách sẽ là gì nhỉ? Songgyok, Songgyok là tính cách. Còn Aksong có nghĩa là ác tính. Vậy thì chúng ta sẽ có từ Song này mang nghĩa là ác. Còn ở đây Akin có nghĩa là ác nhân. Chúng ta sẽ có ác có nghĩa là cái ác đấy. Còn In mang nghĩa là người. Akin là gì? Ác nhân, tức là người độc ác, con người độc ác. Ở đây chúng ta sẽ có ác. Ác có nghĩa là ác này. Còn ươi, các bạn có thể phát âm là ươi hoặc là y nhá. Sẽ là a cười hoặc là gì? A kỳ. Ươi có nghĩa là ý đấy. Chúng ta sẽ có từ ươi kiên hoặc là y kiên. Có nghĩa là ý kiến, ươi kiên ấy. Chúng ta sẽ có ươi kiên mang nghĩa là ý kiến. Còn ở đây, a kỳ có nghĩa là ác ý. An. An gò có nghĩa là an cư. An nhong có nghĩa là an bình. Bởi vậy chúng ta sẽ có là gì? Annyeonghaseyo có nghĩa là chúc an bình, chúc bình an. Đây là một câu chào hỏi. An sim có nghĩa là an tâm. An chàng, an táng. An tròn là an toàn. Am mang nghĩa là ám. Am sal là ám sát. Am si ám hiệu. Ám hồ cũng có nghĩa là ám hiệu. Áp, áp. Chúng ta sẽ có áp, phát âm mang nghĩa là áp. Áp tổ có nghĩa là áp đảo. Từ đô này mang nghĩa là đô, trong từ đô thị hoặc là mang nghĩa là đảo nữa các bạn ạ. Ví dụ là gì? Jeju đô có nghĩa là đảo Jeju. Còn áp tô có nghĩa là áp đảo. Am nhọc có nghĩa là áp lực. Chúng ta sẽ có áp có nghĩa là áp. Còn từ ryok này có nghĩa là lực. Ví dụ là gì? Nưng nhọc là năng lực. Ở đây chúng ta sẽ có âm bờ và âm r. Chúng ta sẽ đọc biến âm như thế này, sẽ là am nhọc. Tiếp theo, áp bắc có nghĩa là áp bức. Ya mang nghĩa là dạ hoặc là dã. Ví dụ ya quàng là dạ quang. Ya màn, dã man. Ya sòng là dã tính, tức là tính rất là hoang dã. Ya sù, dã thú. Ya xìm là dã tâm. Giá tròn là giã chiến. Chúng ta có từ tròn trong từ tròn chèn có nghĩa là chiến tranh đúng không? Giá tròn là giã chiến. Dê mang nghĩa là dự. Ví dụ như dê bù là dự báo. Dê bì mang nghĩa là dự bị. Dê sàng dự tính. Dê cảm dự cảm. Dê bàng dự phòng. Chúng ta có dê mang nghĩa là dự đúng không? Còn bang có nghĩa là phòng. Chúng ta biết nhiều về từ bang rồi. Bang có nghĩa là phòng. Ví dụ là gì? Bang ấy do check is there. Trong phòng có sách. Thì từ bang này mang nghĩa là phòng. Dê bang có nghĩa là dự phòng. Vừa rồi là 100 từ vựng Hán Hàn của phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.